tính khoảng cách giữa hai cực chỉ thấy không? Viết là y bằng gì? Trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 1. Tính đạo hàm đi, đọc lớn lên. Trừ 3x bình cộng 3. Sau đó cho nó bằng 0. Bấm máy tính thì nó sẽ ra là một nghiệm là 1 và một nghiệm bằng trừ. Trừ 1. Sau đó nhập vô giùm em tìm ra y đi. Bấm con. Con thiếu chữ gì vậy? Thiếu gì? Bấm. Trừ 1. Chốt chỗ này chưa? Sau đó vẽ chột. Xếp nghiệm. Máy. 3. À, trừ 1. 3. Xếp nghiệm. Nghiệm là x. À, 1. Bật máy. 0. Chọc bật máy. Bật 2. Chống trái. Cộng. Trừ. Trừ. Ghi xuống. Ghi lên. Ghi xuống. Cực. Cực tiểu. Cực. Đại. Máy. 3. À, trừ 1. Máy. 3. Chốt chưa? Vậy dựa vào đây mình sẽ có hai điểm cực trị, đó là điểm số mấy? Trừ 1. Trừ 1. 1 với 3. Vậy điểm A là trừ 1. Trừ 1. Điểm B sẽ có tọa độ là 1, 3. Vậy muốn tính độ dài đoạn thẳng AB thì ta phải tính vector AB. Nghe cho thấu cái chỗ này nè. Lấy tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm đầu. Sau trừ đầu. Tệ quá thì bấm máy tính, còn không thì nhẩm đi. 2. Sau trừ đầu. 2. À, trừ 4. Trừ 3 trừ 1 là à, 4. Thấy có dấu 4. Trừ không? Thêm 4. Dấu trừ thì thành dấu cộng, nhẩm liền dấu cộng liền. Sau đó tính độ lớn AB, nghe luôn nè. Muốn tính độ lớn của vector ta lấy hoành bình cộng tung bình, lấy căn. Những cái chỗ nào nghe thì cố gắng nghe đi.